Xin mến chào cô bác anh chị và các bạn thân mến Thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày 31 tây tháng 3 năm 2023, cuối tháng Như vậy thì chúng ta lại bước sang cái tháng 4 thưa quý vị Và trở lại với một chút cái tâm tình, chia sẻ những cái câu chuyện tâm tư, nỗi niềm của bà con Việt Kiều mình ở nước ngoài Xin phép cho Thái Bỏ được hỏi quý vị mình một câu Có bao giờ quý vị tự cảm thấy bản thân của mình nè cho đến cái thời điểm hiện tại tiền tài của cái tài sản vật chất xe cộ nhà cửa đất đai vân vân và vân vân mình đã cảm thấy cái cuộc sống này nó đối với mình như vậy là mình đã cảm thấy đầy đủ và mình đã cảm thấy nó hạnh phúc hay chưa cũng như là mình đã cảm thấy cái cuộc sống của mình cho đến cái hiện tại thời điểm này mình đã cảm thấy mãn nguyện với những gì mà mình đang có hay chưa thì thưa quý vị để mà phân tích nhiều cho cái chuyện đó thì nó khó mà nói hết trong một số một chiều lắm. Tuy nhiên thì có thể nói là qua cái đoạn email này của một vị khán giả Việt Kiều ở trên kênh. Và chị ấy thì cũng xin thưa với tất cả quý vị. Chị ấy đã theo dõi channel của Thế Võ Từ rất rất là lâu. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì có dịp được thỏa thẻ tâm tình cùng tất cả những quý vị, cô bác, ông bà, lẫn là các bạn khán giả mình đang xem kênh ở đây. Nói chung thì đây không phải là những gì mà chị ấy muốn nói với riêng Thái Võ được biết. Mà đây có thể nói là những cái lời tâm sự của chị. Chị muốn nói với mẹ của mình ở bên Việt Nam. Chị gửi cái đoạn email đó kèm theo cái đoạn chia sẻ giữa hai mẹ con với nhau. Và chị cũng có cái ý nguyện là hãy cho cộng đồng có thể được biết, được nghe lẫn là có thể được thấu hiểu hơn. Và sau đây thì thưa quý vị, Thái Bỏ xin được chia sẻ chi tiết những cái lời tâm tình đó như sau. Thưa quý vị, cái câu chuyện nó xoay quanh tới cái vấn đề cuộc sống ở nước ngoài mà chị ấy muốn tâm sự với mẹ của mình con gái chào mẹ yêu ngày mới an lành và hạnh phúc mấy hôm nay thì con nằm đêm con suy nghĩ và con cảm thấy hơi buồn khi mà mẹ hỏi con chừng nào thì con mới có tiền mua nhà hay là mua đất ở việt nam sống ở nước ngoài giàu có quá mà con sao không về việt nam mua nhà mua đất để có của với người ta thì à, chỉ mới nói một câu nó như thế này nè quý vị mẹ ơi là mẹ ở đây thì mọi thứ nó rất là khác không phải ai có tiền cũng muốn đi về việt nam để mà mua nhà mua đất để mà khoe khoang với người này người kia nếu như mà trước đây con gái của mẹ sống ở việt nam thì con gái của mẹ sẽ có được như cái ngày hôm nay hay không thật ra thì con cũng không phải là giàu có gì nhưng mà cứ không phải sống ở bên này có dư dả một chút là chạy về việt nam làm rùm beng lên để mà cho người ta thiên hạ người ta chồng trồ chồ. năm xưa con gái của mẹ ở việt nam làm cái công việc thì nó cũng không phải tệ tuy nhiên thì ở việt nam con không phải trả tiền nhà không phải trả tiền bảo hiểm cũng không phải trả tiền thuế nó cao như là hiện giờ mà con đang sống ở đây nhà cửa của vợ chồng con mẹ cần phải nên biết là một tháng phải trả là 700 euro Còn ở Việt Nam Cho dù mẹ có ở nhà thuê đi chăng nữa Thì tiền nhà nó cũng không có cao đến Cái mức là cái con số đó Và cộng thêm cái tiền nước, tiền điện Thì tổng cộng là cái số tiền mà ở bên đây Tụi con phải trả cho mỗi tháng Là 1.000 euro Đó mẹ Mẹ thấy à, con có nhiều tiền thiệt phải không Nhưng mà để con kể cho mẹ nghe như thế này Ngoài cái tiền nhà đó Cái tiền điện nước ra thì cái tiền bảo hiểm hàng tháng bắt buộc của con và anh Tony mỗi tháng là 500 euro tiền bảo hiểm. Và đương nhiên là cái tiền bảo hiểm này nó sẽ có nhiều loại lắm, khác nhau. Như là cái bảo hiểm sức khỏe nè, cái sự may rủi trong đời sống. Thí dụ đơn giản, nếu như mà con vô tình làm hư hỏng cái đồ đạc gì của ai, thì bảo hiểm sẽ trả cái số tiền bồi thường đó thay con. Thứ hai là cái bảo hiểm tính mạng nếu như mà con hay là anh Tony có cái mệnh hệ gì thì bảo hiểm nó sẽ trả cái số tiền đó bằng cái thu nhập của cái người đó cho cái người sống, cho cái người còn sống đó, cho đến cuối đời. Và cũng chính vì những cái phúc lợi đó mà mẹ chồng của con mặc dù là không có lương hưu vì bà ấy chưa có bao giờ bà đi làm nhưng mà ngược lại nha, bà vẫn sống thoải mái và khỏe ghe. Mua được nhà nè, mua được ô tô nè, rảnh rỗi thì bà có thể đi du lịch khắp nơi vì là bà sống bằng cái tiền hưu và cái tiền bảo hiểm của ba anh Tony. Hơn thế nữa là tất cả những cái thu nhập của bọn con thì đều phải trả thuế cho chính phủ là 40%. thí dụ như là lương của anh Tony hiện nay là 3.000 euro thì sau khi mà đã đóng thuế rồi đó thì còn đâu đó là khoảng 2.000 euro. Còn cái tiền lương của con thì nó không có ổn định không phải là ai cũng giống ai nhưng mà cũng luôn là bị trừ thuế như vậy đôi khi là con có làm những cái công việc khác như là làm neo tại nhà cho bạn bè của con thì họ đề nghị là họ trả cái tiền mặt cho con được không tức là nôm na là trốn thuế đó nhưng mà con không chịu dĩ nhiên là họ cũng không khéo mà thay vì là họ trả thuế cho con thì họ sẽ trả là 100 euro một bộ móng thì nếu mà trả tiền mặt đó thì họ chỉ đưa cho con là 80 euro thôi. Và chính vì vậy mà con thích họ trả cả thuế hơn. Vì càng nộp nhiều thế thì cái tiền hưu sau này đó thì nó sẽ càng nhiều. Cho nên vì những cái điều đó mà sau khi đã trừ hết các khoản ăn uống tiền để dành của tụi con thì coi như là không còn nhiều đâu. Và thực ra thì đa số là dân số ở đây thì ai cũng như vậy thôi. Bù lại là luôn được cảm thấy yên tâm nè, vì là bất cứ cái chuyện gì nó xảy ra thì cũng có chính phủ và bảo hiểm sẽ lo hết cho mình mình không cần phải lo bất kể cái gì hết và cái tiền mà con đi bệnh viện đó nó rất là nhiều con chỉ cần ký giấy là bảo hiểm sẽ trả ngay nếu giả sử như mà anh Tony bị mất việc anh ấy sẽ vẫn nhận được cái số tiền trợ cấp bằng 90 phần trăm lương cũ của anh ấy cho đến khi nào mà anh ấy tìm được cái công việc mới thì thôi cho nên là dù Người thân ở Việt Nam của anh ấy luôn xúi dụng anh nhiều lần là kêu anh sao mà mày không mau tìm cái công việc làm mới đi. Nhưng mà anh ấy dễ gì. Và đa số là những người mà có cái thu nhập tầm cách cỡ đó như là tụi con đó thì nó cũng đều là như vậy thôi. Ở bên đây thì có một số anh chị Việt Kiều mặc dù là có cái thu nhập thấp nhưng mà vẫn về cho tiền người thân ở Việt Nam đều đều. Nhưng mà đáng nói là ngược lại là những người đó đó đôi khi là lại cực kỳ sung sướng cái thu nhập dưới ngàn euro một tháng, nhà nước sẽ trợ cấp thêm cái tiền nhà nè, tiền điện nước, này, tiền bảo hiểm này, và tiền con cái, thậm chí là tiền đi lại và xem ca nhạc nữa. Những người này nếu mà làm thêm mà trốn thuế thì sẽ tiết kiệm và sẽ giàu hơn những người như bọn con rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà bị phát hiện đó, nếu mà bị phát hiện trốn thuế thì sẽ bị phạt tiền rất lớn, nặng thì sẽ bị đi tù. Cho nên là những người đó thì không bao giờ có cái ý định là đi kiếm việc làm mới vì tính ra thì nếu như mà đi kiếm việc làm thì sẽ thiệt thòi vô cùng và mặc dù là cái thu nhập của con bây giờ nó không có được ổn định và không có được nhiều nhưng mà con vẫn cảm thấy rất là yêu quý cái cuộc sống của con ngay bây giờ vừa làm vừa có thời gian làm những cái công việc khác như là chăm sóc nhà cửa nè chơi thể thao nè và làm được những cái việc mà con cảm thấy thích và nếu mà có con nếu mà có baby con hoàn toàn có thể tiếp tục làm được những cái điều mà con đang làm anh tony thì anh rất là ủng hộ con với cái sự lựa chọn của con hiện giờ không bao giờ ép con là phải mau đi làm kiếm thật nhiều tiền hay là bằng người này bằng người kia tụi con cùng thống nhất với nhau mục đích sống với nhau là không cần nhiều tiền đủ ăn và tự do làm được những cái việc mà mình thật sự mong muốn làm con thích cái công việc và cái cuộc sống của con ở đây cho đến ngày hôm nay và cho đến bây giờ và thích nhất là nếu như mà con có nhớ ba mẹ và gia đình thì con có thể mua vé máy bay và về bất kỳ lúc nào mà con cũng không cần phải xin ai hay là bất kỳ cái điều kiện gì khác tuy nhiên thì nếu như mà ba mẹ có kêu con đi về việt nam sống luôn ở bên đó mua nhà mua đất ở bên đó thì con xin lỗi con không thích sống ở việt nam con có thể về việt nam thăm ba mẹ thường xuyên hơn nhưng nếu mà trở về đó để mà bắt đầu lại một cái cuộc sống từ đầu thì con chọn ở bên đây vì nó cho con nhiều thứ mà con muốn và con cảm thấy thực sự mãn nguyện với cái cuộc sống mà con đang chọn và ngoài ra thì nếu như mà anh tony ảnh đi công tác ở một cái nước nào đó thì con cũng vẫn được đi cùng với anh ấy lại được đi du lịch nè, lại được khám phá các nơi. Con không thích như là mấy người kia. Họ có thể mua vé máy bay về Việt Nam bất kỳ lúc nào, nhưng mà không bao giờ về được. Vì là phải đợi tầm cỡ 3 năm thì mới được đủ 30 ngày phép cho một lần về. Mọi người thì ganh tị, ghen tị với con lắm, nhưng mà chưa bao giờ con ghen tị với cái số tiền tiết kiệm mà những người đó có được ở trong nhà băng như vậy thì vài dòng tâm sự với mẹ ngày hôm nay có lẽ là nó cũng không được bình thường cho lắm nhưng mà mẹ yên tâm một điều con vui với cái cuộc sống hiện tại với con thì cái cơ hội mà con đang có và những cái việc mà con đang làm con có thể không nhiều tiền hơn người ta nhưng đổi lại con rất là cảm thấy hạnh phúc con yêu và con nhớ ba mẹ rất nhiều ngày hôm nay thì có lẽ đó là cái câu chuyện mà nói lên được một cái vấn đề không phải ai họ cũng có nhu cầu muốn về Việt Nam họ sống ngược lại thì cũng cũng có những người họ có những cái hoàn cảnh nó éo le nó trái ngang khiến cho họ phải quyết định họ quay trở về Việt Nam họ sống vậy thì còn quý vị cô bác anh chị mình đây chúng ta cảm thấy như thế nào khi mà Thái Bỏ thử đặt một cái câu hỏi nè quý vị có muốn về Việt Nam sống hay không đối với cái hoàn cảnh hiện tại của mình Và ngày hôm nay thì nhìn chung đó là cái câu chuyện Nói chung thì nó cũng tương đối nó ngắn thôi Theo bảo muốn chia sẻ cho cô bác anh chị mình Chúng ta có thể được nghe, được biết Lẫn là mình có thể được thấu hiểu hơn Và nếu quý vị nhận thấy video này là hữu ích Quý vị có thể ủng hộ cho Thái Bảo một like cũng như là một lượt subscribe, đăng ký kênh. Cần thiết thì như thường lệ, quý vị có thể share cái câu chuyện này cho nhiều người có thể được biết đến nha quý vị nha cuối cùng thì theo bỏ xin cảm ơn và cảm tạ tất cả quý vị đã luôn quan tâm yêu mến ủng hộ và lắng nghe hết thông tin theo bỏ xin chào tạm biệt hẹn gặp lại tất cả bà con cô bác anh chị mình ở những thông tin kế tiếp xin chào quý vị